Minh Hằng bị chê với mẫu váy dựng phòng khó hiểu. Thưa quý vị và các bạn, Minh Hằng lựa chọn bộ trang phục có phần vai và chân váy phồng quá cỡ, thiết kế được đánh giá khiến vóc dáng nữ huấn luyện viên Zvay trông thấp hơn bình thường. Chiều ngày 23 tháng 8, họp báo Zvay được diễn ra với sự góp mặt của bộ ba huấn luyện viên cùng 36 thí sinh xuất sắc. Ngoài sự cố vấp ngã của siêu mẫu Thanh Hằng, nữ ca sĩ Minh Hằng cũng nhận được luồng ý kiến trái chiều về bộ trang phục phong dáng khó hiểu. Nhiều người đánh giá bộ cánh khiến hình thể của người đẹp lộ rõ những khuyết điểm. Ngoài ra, phần dựng phồng ngay cầu vai và thân váy cũng làm vóc dáng Minh Hằng mất cân đối khi xuất hiện trước công chúng. Trên các trang mạng xã hội, chiếc váy sắc vàng cùng phong dáng lạ lẫm của Minh Hằng cũng làm nhiều tín đồ dí dòm liên tưởng đến hình ảnh chú gà con đang sải bước trên sàn diễn. Không ít ý kiến cho rằng nếu người đẹp biết tiết chế bằng việc bỏ đi phần cầu vai, chắc chắn hình ảnh trông gợi cảm và tinh tế hơn. Theo ý kiến của stylist Kỳ Nguyễn, bộ váy không hề xấu nhưng thiết kế nên dành cho một buổi photoshoot, chứ không phải buổi họp báo của một chương trình truyền hình thực tế. Mặc dù phần tay phồng được tạo khối ấn tượng, nhưng chiều dài đã trở nên quá khổ so với tỷ lệ cơ thể của Minh Hằng. Ngoài việc ứng dụng một chiếc váy ngắn sẽ phù hợp với Minh Hằng, nhưng khuyết điểm ở phần chân của cô lại bị lộ rõ hơn khi sải bước trên sân khấu. Thiết kế khiến cô trông lọt thỏm vào hai cầu vai, trở nên rườm rà hơn so với hai huấn luyện viên còn lại. Bộ váy không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của Minh Hằng. Trước đây, trong tập ghi hình đầu tiên của The Face, Minh Hằng cũng vướng lùm xùm về trang phục khi ngồi trên ghế bộ ba quyền lực. Người đẹp bị stylist tố tự làm xấu trang phục. Stylist của cô cho biết đã chuẩn bị trang phục của một thương hiệu lớn cùng cách phối phụ kiện kỹ càng cho Minh Hằng. Sự lựa chọn ban đầu là một đôi giày đế đỏ. Tới phút cuối, nữ ca sĩ lại tự quyết đổi sang đôi bốt chiến binh, khiến trang phục bị chê là thảm họa. Ba sao Việt từng bị chê mặc xấu ở họp báo The Face. Trước Minh Hằng, trang phục của Lan Khuê và Hồ Ngọc Hà cũng nhận được nhiều bình luận không tích cực. Hớt Vĩnh Thụy cùng ba huấn luyện viên Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương trong buổi họp báo The Face mùa đầu tiên năm 2016. Lan Khuê chọn áo cúc ngực và quần ống loe tiệp màu để mix cùng giày ánh kim. Tuy nhiên, mẫu áo có phần peplum trang trí lông vũ ánh kim khá đối mắt và thừa thãi. Tạo hình và trang phục của Lan Khuê bị chê khá nhiều. Hình ảnh của cô liên tục lọt vào các danh sách bình chọn sao mặc xấu. Trong buổi họp báo công bố chương trình gương mặt thương hiệu Việt tổ chức năm 2016, Hồ Ngọc Hà cũng vướng lỗi mix trang phục. Mặc dù sử dụng nguyên set đồ hiệu đắt tiền, nhưng Hồ Ngọc Hà lại bị khán giả chê là khá xến sẩm khi diện váy tím xếp tầng. Tại buổi họp báo mùa thứ hai vào năm 2017, ngoài ba chuyện ba huấn luyện viên đi trễ thì phong cách thời trang của Hữu Vi là đề tài được khán giả quan tâm. Cách phối trang phục của Hot Hữu Vi khá xối mắt, anh tự nhấn chìm vẻ đẹp nam tính khỏe khoắn bởi quá ôm đồm phụ kiện. Minh Hằng nổi bật bên Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng trong buổi họp báo Stay mùa 3. Bộ váy vàng rực rỡ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa linh lan chuông là thiết kế của công chúa dành riêng cho Minh Hằng. Diện váy vàng tạo khối cầu kỳ sắc màu nổi bật khiến Minh Hằng bị ví như chú vịt con lông vàng. Thanh Hằng vấp ngã trong buổi họp báo The Face. Thanh Hằng cởi bỏ giày cao gót đi chân trần sau sự cố vấp ngã trên sàn diễn tại buổi họp báo. Đôi giày cao gót mũi nhọn không vừa chân đã khiến siêu mẫu vấp ngã trên sân khấu. Chiều ngày 23 tháng 8, buổi họp báo The Face diễn ra với sự xuất hiện của dàn huấn luyện viên Thanh Hằng, Hoàng Yến và ca sĩ Minh Hằng. Bộ ba sải bước trên sân khấu với phong thái tự tin. Sau phần trình diễn của Hoàng Yến và Minh Hằng, siêu mẫu Thanh Hằng đã gặp sự cố trong lúc sải bước trên sàn runway. Chân dài đã vô tình vấp ngã trước sự chứng kiến của nhiều khán giả cùng giới chuyên môn. Tuy nhiên, rất bình tĩnh, người đẹp vẫn tự tin đứng lên để tiếp tục phần trình diễn. Lý do xảy ra sự cố đến từ phần bậc thềm sắc trắng bị phản chiếu ánh sáng nhỏ, khó nhìn thấy, cùng đế giày quá cao và rộng hơn so với bàn chân của người đẹp. Với bản lĩnh của người mẫu chuyên nghiệp, Thanh Hằng đã khắc phục sự cố bằng cách cởi bỏ đôi giày cao gót và tiếp tục sải bước bằng đôi chân trần. Võ Hoàng Yến sải bước với thần thái sắc lạnh trên sàn diễn. Cô tiếp tục gây ấn tượng với cú hất váy xoay vòng đặc trưng trước sự chứng kiến của khán giả.
Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng Minh Hằng cũng khiến công chúng ấn tượng với những bước catwalk tự nhiên trên sàn diễn. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ khiến khán phòng rộn ràng hơn với sự cổ vũ từ người hâm mộ. Đến với The Face năm nay, bộ ba huấn luyện viên thể hiện hình ảnh khác biệt với phong cách thời trang mang màu sắc riêng. Thanh Hằng nam tính trong set đồ gồm blazer họa tiết, sơ mi trắng, quần ống suông ánh bạc đến từ nhà Mốt Dio. Trong khi đó, Minh Hằng lại nữ tính trẻ trung với mẫu váy form dáng phồng lạ mắt của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá bộ trang phục không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của nữ ca sĩ, khiến cô trông luộm thuộm tại buổi họp báo The Face. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến mang đến hình ảnh gợi cảm trong bộ váy đen cúc ngực cùng chi tiết đính kết tua làm từ vải xuyên thấu độc đáo. Tại buổi họp báo chiều ngày 23 tháng 8, các thí sinh cũng xuất hiện trên sân khấu với màn trình diễn ấn tượng trong trang phục sắc đen. Thùy Dung là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại chương trình năm nay. Lệ Nam xuất hiện với gương mặt khác lạ trên sàn diễn. Nhiều khán giả tại buổi họp báo cũng đặt câu hỏi, có phải cô vừa đụng chạm dao kéo trên gương mặt hay đơn giản chỉ là hiệu ứng của công nghệ trang điểm? Các thí sinh mùa này cũng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trước ống kính. Mỗi người đều sở hữu nét riêng phù hợp với tiêu chí của mùa The Face năm nay. Vài thí sinh cũng gây ấn tượng với vẻ đẹp khác lạ, sở hữu gu ăn mặc độc đáo. Quỳnh Nguyễn thu hút với mái tóc bạch kim cùng gương mặt cá tính đậm chất thời trang. Tuy nhiên, nhiều thí sinh lại bị chê vì thân hình không thon gọn, đơn cử như Misoa. Cô không được đánh giá cao vì để bộ lộ vóc dáng thừa cân cùng phần mỡ thừa ngay thắt eo khi trình diễn trên runway. Cuộc thi The Face năm nay có nhiều thay đổi hơn khi có sự góp mặt của dàn thí sinh nam với hình thể đạt chuẩn, gương mặt sáng phù hợp với tiêu chí của chương trình. Dàn thí sinh nam cũng được đánh giá về sự đồng đều từ ngoại hình cho đến gương mặt. Chương trình The Face Việt Nam 2018 sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 23 tháng 9 cùng nhiều thử thách khó khăn dành cho các thí sinh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.